Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế phòng khách kiểu móc mỏ. Đây là bộ bàn ghế móc mỏ được làm bằng chất liệu gỗ cẩm lai nhập khẩu từ Nam Phi, hay còn gọi là cẩm keva. Thì trên màn hình quý vị đang xem đây là những người thợ của chúng tôi đang tẩy axit để cho nhựa gỗ nó ra, và sau đó thì chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện. Bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế gồm có 6 món: một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn trà và hai đôn, không có bàn to. Đây là đơn đặt hàng của anh Tiệp, anh ở Gia Lâm, Hà Nội. Anh đã đặt chúng tôi rất lâu rồi, thì hôm nay chúng tôi mới xong phần mộc. Thì trước khi đi vào hoàn thiện thì chúng tôi sẽ quay lại phần mộc một lượt để giới thiệu tới gia đình anh cũng như là các khách hàng trên toàn quốc biết được. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi vào thông số kích thước của bộ bàn ghế móc mỏ này như sau. Chiếc ghế dài chúng tôi làm với kích thước là dài 1m92, chiều sâu là 55, chiều cao là 1m17. Toàn bộ phần vách là chúng tôi làm vách đá cẩm thạch. Còn phần gỗ là gỗ cẩm lai Nam Phi, toàn bộ là vân tự nhiên. Đây là chúng tôi đang để mộc. Những người thợ đang trong quy trình tẩy axit để rút mủ nhựa gỗ nó ra, để sau khi hoàn thiện nó sẽ không ảnh hưởng tới phần sơn. Chiếc bàn trà chúng tôi làm với kích thước là 52 x 36. Còn chiếc ghế đơn là chúng tôi làm kích thước là 75 x 55 và chiều cao là 1m17. Toàn bộ khung chúng tôi làm dày 4 phân, ván chúng tôi làm dày 2 phân. Và chất liệu là gỗ cẩm lai của Nam Phi. Thì trong clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều những bộ bàn ghế móc mỏ gỗ mun hoa, gỗ gụ cũng như gỗ gõ đỏ. Thì quý vị có thể xem thêm ở phần dưới phần mô tả của chúng tôi. Quý vị ưng mẫu sản phẩm này, quý vị hãy liên hệ về cho chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ Mỹ Nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi làm một bộ như này. Quý vị có thể lấy từ 5 món, 6 món, 7 món, đó là tùy theo yêu cầu của khách hàng. Như bộ này thì chúng tôi lại không làm bàn to, là vì gia đình nhà khách đã có rồi. Chúng tôi sẽ làm một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn trà và hai đôn. Đây là bộ 6 món. Bỏ bàn to đi. Chiếc ghế dài chúng tôi làm dài 1m92. Quý vị muốn mua mẫu sản phẩm như này thì quý vị hãy liên hệ qua Zalo 0986 883349, thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị cũng như kích thước, thông số và giá cả. Tùy theo từng thời điểm mà giá cả của bộ ghế nó sẽ khác nhau. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo giá cụ thể từng bộ một. Quý vị ở xa không về được thì chúng tôi sẽ quay video phần mộc cho quý vị xem. Quý vị có thể đặt hàng online. Quý vị nên đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video đồ gỗ mới nhất mà cơ sở đưa lên trong cái thời gian sắp tới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.